Sáng sớm hôm nay khi mà đi làm thì tôi thấy ngoài trời khá dễ chịu, có gió thổi nữa và không khí dịu mát. Tiết trời này thì có duy trì lâu không và nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực miền Tây cũng như là miền Đông của Nam Bộ thì sẽ như thế nào chị Phương Ly? Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì nền nhiệt ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ không cao lắm đâu ạ. Cụ thể, cao nhất trưa chiều nay ở thành phố Cần Thơ, Vị Thanh, Rạch Giá, Châu Đốc, Cao Lãnh, Tân An, Vĩnh Long và các nơi khác dao động trong ngưỡng là 29 đến 31 độ C. Còn các tỉnh thành ở khu vực miền Đông Nam Bộ, trời lúc nắng, lúc nhiều mây, mức nhiệt cũng nhỉnh hơn một chút so với miền Tây. Mức nhiệt tại Đồng Phú, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh 30 đến 32 độ C. Đó là 3 ngày, còn về chiều tối thì mưa lại xảy ra ở nhiều nơi. Trời mưa vừa với lượng là từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng ngập úng cục bộ, lốc sét cũng như là gió giật mạnh trong mưa dông. Trên đảo Phú Quốc, từ giờ cho đến đầu giờ chiều, trời lúc nắng, lúc nhiều mây, mức nhiệt cao nhất trong ngày không quá 29 độ C, gió thổi mát. Cảnh báo là mưa dông, lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh và ngập úng cục bộ có thể xuất hiện vào thời điểm chiều tối và tối. Trên biển hôm nay, tàu thuyền ra vào các đảo Nam Du và Phú Quốc cũng như là chiều ngược lại vẫn tạm thời ngừng hoạt động do biển xấu. Cảnh báo vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, gió Tây Nam duy trì cường độ cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ có sóng từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, gió khoảng cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trời mưa nhiều, tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km trong mưa.